Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị Trung ương 5 ai định đoạt số phận của ông Trọng. Sáng ngày 4 tháng 5, Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa 13 đã khai mạc tại Hà Nội. Theo báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin thì hội nghị này sẽ giải quyết nhiều nội dung quan trọng. Nội dung hội nghị có 3 phần chính bao gồm: thứ nhất, Trung ương sẽ xem xét thảo luận tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai. Thứ hai là tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thứ ba là tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế, tập thể và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Đây là hình ảnh Hội nghị Trung ương 5 chính thức khai mạc tại Việt Nam. Nói chung, theo thông báo, không hề có nói tới sự sắp xếp nhân sự. Tuy nhiên, kỳ họp lần này dự kiến kéo dài rất lâu, đến một tuần. Những nội dung đơn giản như báo chí nêu trên không cần phải thời gian lâu đến thế. Có thể nói đây là kỳ hội nghị bất thường. Đáng chú ý có hai vấn đề về đất đai, theo báo chí đánh giá là rất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Mọi người dân nên nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Thời gian gần đây, rất nhiều vụ việc bắt giữ liên quan đến đất đai và chứng khoán đã làm rung động xã hội. Đây được xem là cuộc đại phẫu. Mặt ngoài thì được xem là chấn chỉnh, nhưng sâu bên trong là đấu đá nội bộ gay gắt. Tất cả vụ việc đều xảy ra trước thềm Hội nghị Trung ương lần thứ 5. Điều đáng nói là những ngày gần đây, chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát hạn lệnh bắt giữ với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Cứ ngỡ bà này dính đến tham nhũng đấu thầu các dự án tại Việt Nam, nhưng không ngờ đằng sau đó là chuyện khác. Chuyện bà có liên quan đến việc môi giới hợp đồng bán vũ khí hàng tỷ đô la giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Israel. Vấn đề này không hề đơn giản, nó liên quan đến việc đấu đá ngay trong tứ trụ chứ không phải ở tầng dưới. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn, vụ án ẩn chứa rất nhiều vấn đề. Hiện nay cũng đang lộ rõ hai thế lực đấu nhau giành chiếc ghế của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng là người thất thường. Ông có thể nói về hưu nhưng đột ngột lại ở lại với đủ ưu ái cho người cao tuổi như ông. Chính điều này đã biến ông thành người ở thế tọa quan sơn thổ đấu để xem những đối thủ mạnh yếu ra sao và ra tay. Nhiều lần ông đã thành công bằng cách này. Đấy là cái nguy hiểm của ông Trọng. Không khéo thì hội nghị này lại lặp lại y hệt như vậy, làm hai thế lực kia thất vọng. Tại phiên khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng Trung ương sẽ chỉ đạo nghiên cứu tổng kết xây dựng các báo cáo về những vấn đề, nội dung nêu trên để báo cáo Bộ Chính trị thảo luận cho ý kiến và trình Trung ương xem xét, quyết định. Xem ra ông Nguyễn Phú Trọng còn mạnh lắm, không thấy gì khả năng ông sẽ về hưu sau hội nghị này. Ngoại trừ có ai đó đủ lực để ép ông phải về vườn. Đây là hình ảnh làm chính trị thì miệng phải biết tươi cười để giấu đi những suy toán đầy toan tính. Trong phát biểu, ông Nguyễn Phú Trọng có nói về vấn đề kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nói về chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Không biết trong 7 ngày hội nghị liệu ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chỉnh đốn người khác hay người khác chỉnh đốn ông. Bởi những người đang nắm vào ghế của ông thế lực cũng không hề yếu. Phạm Minh Chính thì đang nắm chính phủ với quyền lực bao trùm cả nước. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì đang liên minh với ông Tô Lâm, người mà trước đây trung thành với chính ông Trọng. Ông Trọng nói những nội dung trình hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất lớn, rất khó và rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 trên các lĩnh vực trọng yếu như đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Tuy nhiên, những khẩu hiệu và những dòng văn như vậy vẫn thường lặp đi lặp lại trong các kỳ hội nghị trung ương, nhưng đảng ngày một mục nát, quan chức ngày nhiều thêm tham nhũng. Chính trường Việt Nam cũng đang rất nóng, nóng nhất là vụ bắt bớ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Rất có thể trong 7 ngày hội nghị sẽ có căng thẳng vì đấu đá,
và liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng có bám trụ được hay không, hay là bị Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính quật ngã. Hãy chờ xem. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vì một người phụ nữ mà tứ trụ chiến nhau, vì đâu nên nỗi này. Nhân vật Nguyễn Thị Thanh Nhàn có mối quan hệ khủng giữa những quan chức hàng đầu trong bộ chính trị của cả Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhiều người đã biết trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã trở thành người giới thiệu cho quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam xúc tiến việc mua vũ khí của Israel là trường hợp rất khó hiểu. Việt Nam và Israel có đặt quan hệ ngoại giao thì việc mua bán vũ khí thông qua cầu nối đại sứ quán là điều rất dễ dàng, thì cần gì đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm mai mối? Đây là câu hỏi rất lớn, cần phân tích kỹ để lòi ra chân tướng của vấn đề. Làm mối cho buôn bán vũ khí là cơ hội để hưởng hoa hồng. Với hợp đồng tỷ đô thì đây là món lợi kết xù chứ không phải là nhỏ. Tất nhiên, phe có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ đứng ra móc nối chuyện này chứ không thể ai khác. Nhân vật không thể thiếu trong hợp đồng mua bán này chính là Phan Văn Giang. Người rất có quyền lực nhưng lâu nay tỏ ra là người kín tiếng. Đây là hình ảnh nhân vật được tứ trụ yêu ái Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bộ Quốc phòng cũng là nơi mà ai cũng muốn nhúng tay vào. Trên danh nghĩa, Bộ Quốc phòng là một bộ trực thuộc chính phủ, nên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ dưới quyền Thủ tướng. Tuy vậy, về mặt đảng thì Bộ Quốc phòng thuộc quyền chỉ đạo của ông Tổng Bí thư. Ông Nguyễn Phú Trọng vừa là Tổng Bí thư, vừa là Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang chỉ là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương mà thôi. Hợp đồng mua vũ khí cho Bộ Quốc phòng dứt khoát phải qua tay Phan Văn Giang. Hoa hồng tất nhiên là phải giải từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, việc giải hoa hồng sẽ thực hiện như thế nào thì xem ra rất khó vì tính phức tạp trong bộ máy này. Liệu hoa hồng này có được giải theo sơ đồ từ Tổng Bí thư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới các quan chức dưới quyền Bộ trưởng, hay giải theo sơ đồ Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quan chức dưới quyền của Bộ trưởng? Chưa biết hoa hồng sẽ giải theo sơ đồ nào, dù giải theo sơ đồ nào thì mâu thuẫn cũng sẽ xảy ra, vì bên này được mà bên kia thì mất. Đó là cái rất khó. Trong danh sách quan chức là người quen của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì thấy khuyết tên ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng có tên ông Phạm Minh Chính. Vì thế khả năng cao là hoa hồng sẽ phải giải theo sơ đồ Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quan chức dưới quyền Bộ trưởng. Nếu người làm môi giới giải hoa hồng theo sơ đồ ưu tiên Thủ tướng thì rất có thể phía ông Tổng Bí thư sẽ không để yên. Đây là hình ảnh nhân vật tứ trụ và báo chí nước ngoài cho là có tham gia đấu đá trong vụ án của Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Chuyện đại quả trong vấn đề mua vũ khí là không thể tránh khỏi. Được biết, vào năm 2017, thông tin của media đã trích dẫn một nguồn tin quốc phòng Mỹ cho biết các giới chức quốc phòng Việt Nam thông báo cho phái đoàn Mỹ biết trong một cuộc họp ở Hà Nội rằng các thương vụ mua bán vũ khí phải được loại quả tới 25% của tổng giá trị. Trả tiền hoa hồng lãi quả hay phí bôi trơn rất phổ biến ở Việt Nam và được coi là một hình thức hối lộ trá hình. Khảo sát về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào năm 2016 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy có khoảng 66% doanh nghiệp Việt Nam phải trả phí bôi trơn cho quan chức để thực hiện việc kinh doanh được thuận lợi. Như vậy, với mức phí hoa hồng đến 25% thì các quan chức và cò có thể chia nhau tới 250 triệu đô la trên khoản hợp đồng 1 tỷ đô la. Đây chính là tiền thuế của người dân bị ăn cắp. Vì thế họ đã chiến nhau là đúng. Điều đáng nói, đáng lẽ ra không cần phải có sự chen ngang của bà siêu cò Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì mức thù lao của mỗi quan chức sẽ cao hơn. Đấy có thể là nguyên nhân dẫn đến đấu đá nội bộ. Đây là hình ảnh quy tắc lại quả 25% trong hợp đồng mua vũ khí đã được thiết lập từ năm 2017. Theo Yassim Mehman, tác giả của bài báo trên Heres cho rằng nguyên nhân thực sự đứng đằng sau vụ bắt giữ bà Nhàn là do các thỏa thuận mua bán vũ khí. Lý do gốc của việc bắt giữ là cuộc cạnh tranh trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm.
Như vậy là tứ trụ đang chiến đấu với nhau vì quyền lợi khổng lồ trong hợp đồng mua vũ khí. Không biết ai đánh ai, nhưng trong đó có những tên tuổi rất lớn. Vụ bắt giữ này xảy ra chỉ vài ngày trước Hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào ngày 4 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 với hơn 200 ủy viên Trung ương Đảng thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm cả vấn đề về tổ chức và chỉnh đốn đảng. Không biết người phụ nữ này có gì hấp dẫn mà bà ta được ưu ái làm trung gian thương vụ quá lớn của nhà nước, để rồi khi các quan chức hàng đầu đánh nhau thì lôi bà ta ra xử. Vụ án này xem ra rất phức tạp và khó kết thúc thỏa đáng, bởi vì chưa có trận đấu đá nào ngang tài, ngang sức như trận này.